Nếu mà chúng ta có một cái đối tượng các chi tiết nội thất như thế này, các bạn muốn bổ kỹ thuật ấy, thì trong bổ kỹ thuật thì nó sẽ có nhiều yếu tố. Nếu mà chúng ta vẽ trong 3D mà chính xác thì chúng ta cũng sẽ tận dụng cái file 3D này làm file bổ kỹ thuật được. Ở đây chúng ta sẽ, ví dụ mình sẽ lấy một mặt cắt ở đây, chúng ta sẽ dùng chức năng mặt cắt để cắt đối tượng. Chúng ta vào cấp độ số 1 nhé, mình sẽ chọn chức năng là mặt phẳng cắt. Slide plane này, mặt phẳng cắt. Và chúng ta sẽ di chuyển đến một cái vị trí nào mà chúng ta cần cắt đấy. Trong trường hợp này chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí này chẳng hạn, được không ạ? Vậy là chúng ta đã sẽ cắt được đối tượng ở vị trí này. Nếu chúng ta đồng ý mà muốn lớn đồng ý cắt thì chúng ta chỉ bấm vào chức năng slide thôi, là chúng ta sẽ tạo ra được một mặt phẳng cắt cho đối tượng ở đây rồi. Sau đó chúng ta sẽ cần vượt Any Poly chẳng hạn. Chúng ta vào cấp độ số 2 thì nó tự động nó chọn cái đường cắt cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ còn chọn chức năng là Create Shape From Selection để chế độ Liner. Ok, ở đây chúng ta đang bật rendering thôi, tắt đi rendering là xong thôi. Sau đó tôi kéo đối tượng này ra nhé. Chúng ta chọn lại cái đối tượng này, chúng ta bật tắt cái rendering này đi là xong. Mà trước khi làm ấy, đưa điều này xong, trước khi xuất thanh kết ấy, thì chúng ta chuột phải vào đây cho mình và các bạn đưa về trục không không cho mình để nó bằng không nhá, không kiểu sau này là nó sẽ bị 3D ở trên trên AutoCAD. Mình sẽ tốt nhất là các bạn chắc ăn nhất thì bạn đưa nó về không gấp gần không 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 này nhất cho mình. Sau đó đưa cái trục Z nó về trục không cho mình. Bỏ G, bỏ lưới đi này, mình sẽ di chuyển cái cụm này ra ngoài. Ở đây mình muốn thử biết xem là cái đối tượng này nó là kích thước là bao nhiêu. Mình thử vẽ một cái đối tượng rectangle ấy, mình thử đo kích thước từ một điểm này để tí nữa mình xem sang bên két xem mình có vẽ đúng hay không. Một điểm 3D này, mình modify nhé. Cái đối tượng của chúng ta là kích thước là 20-20 đi nhá. Thử xuất sang AutoCAD ấy, thì chúng ta có chọn chọn đối tượng cần xuất sang CAD này, File Export Select nhá. Nếu mà chúng ta export bình thường thì nó export cả cái bài này, mà chúng ta chỉ chọn đối tượng thôi và export Select thôi, là mỗi cái đối tượng được chọn thôi. Chúng ta đưa ra desktop và đặt tên là CAD 1, cái đuôi của nó là AutoCAD nhé. Ok, save. Ở đây chúng ta để định dạng, nếu mà theo CAD nhé thì khuyên các bạn cứ để 2.7 đi. Vào file AutoCAD mình mở cái file file CAD mình muốn mở đi thôi, và đối tượng nó đang ở 3D đấy, chúng ta sẽ chỉnh về CAD 2D về mặt tốt này. Đây chúng ta sẽ dùng lệnh để chúng ta đo xem là đúng cái đối tượng ta là đây là 200 hay không. Ở cái độ vertex nhé, mình dùng chức năng là make plane. Trường hợp này mình lấy luôn trục Z luôn nhé, mình lấy mặt bằng chúng thôi, mình chỉ lấy một ví dụ thôi. Cần chọn E toàn bộ các điểm này đi, và mình chọn trục Z này, mình make plane này, thì đối tượng ta sẽ chập lại cho trục Z, cần cho Z lại. Được chưa? Đây này, nó chập xuống trục Z này, không cần biết nó ở đâu, nó đưa dính hết về một mặt phẳng. Chúng ta để ở trục X, nó sẽ nén theo trục X. Cần dung Y này, nó sẽ là trục Y. Giờ cái file này, mình sẽ xuất cái file này sang AutoCAD. Nhưng trước khi xuất sang AutoCAD ấy, thì mình sẽ đưa cái đối tượng này về không 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 ở trục Z đấy, quan trọng nhất là trục Z thôi. Đưa nó về không. Sau đó mình file export export select và mình đặt tên lên là CAD 2, save. Ok rồi, giờ mình sang AutoCAD mình file open nhé, CAD 2 open. Ở đây chúng ta vẫn đưa được đối tượng về và vẫn đúng tỷ lệ luôn.